Rồi tiếp tục thì em lên cho các anh thêm cái cây nôm một màu vàng 5 hàng bóng luôn. Đây, về thiết kế của nó thì nó rất là sang, khá là sang nha. Đó, nôm một thì thiết kế sang đó giờ rồi. Đấy, đầu đèn được bọc bằng inox, rất là sang trọng với 5 dãy led. Đây, đèn vàng thì dãy led của nó sẽ là màu vàng nha các anh. Nên các anh đừng có nhầm nha, khi mà em gửi về các anh mở lên á, các anh thấy là nó hơi trắng trắng, các anh bảo là em gửi đèn trắng nữa. Đó là không phải nha. Mình nhìn vô mình thấy cái led của nó đây. Đây là màu vàng nè, led vàng của nó là chắc chắn đây là đèn vàng rồi. Đó, thì rồi em sẽ mở cái ánh sáng cho anh xem thử nha. Đây, đó, mình thấy không? Đấy, rất là sáng luôn. 5 dãy bóng thì nó sẽ sáng tràn hồ, nó sẽ sáng đều cái hồ của mình hơn, làm cái hồ mình nó sẽ sáng nhiều hơn. Đó, anh nào mà đang nuôi bói thì tham khảo thử qua cái dòng này rất là ok nha các anh. Nô 1 nha, nô 1 V-Lot. Đó, sáng đẹp, đánh tường này rất là sáng luôn. Đấy, rồi nô 1 thì quá là nổi tiếng rồi, ai cũng biết đến nó nhiều rồi. Đó, đây cục nguồn của nó thiết kế cũng rất là đẹp luôn, cứng cáp chắc chắn. Đấy, khi mà các anh nhận về cái chắc chắn với anh luôn là anh không có thất vọng về cái dòng đèn này đâu, rất là ok luôn nha các anh. Đó, rồi ok, em cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Mà cần đèn gì á thì liên hệ bên em đèn nào cũng có giá tốt nhất cho các anh luôn. Ok, cảm ơn các anh nha.